Chương 417: Truy sát. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Lục Phiêu cùng Cô Bối cũng khiếp sợ vì uy lực mạnh mẽ của Thiên Long Cửu Diệp bí pháp đại trận. Một con rồng lửa ngẩng mặt lên trời ngâm nga, không ngừng đánh vào bên trong linh hồn hải của bọn hắn. Nhiếp Ly lợi dụng yêu lực của huyết tế, còn có 100 vạn linh thạch lực lượng bố trí ra Thiên Long Cửu Diệp bí pháp đại trận này, muốn chính là mở ra linh hồn hải của Lục Phiêu và Cô Bối. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày thời gian rất nhanh liền qua. Mình mang trong đại thế giới, Lý Hành Vân được thị vệ hộ tống hóa thành đạo lưu quang một đường bay vút. Xa xa một đám người đuổi sát sau lưng, dẫn đầu là Thương Viêm Thế Gia, người kế thừa hợp pháp thứ nhất Lý Ngự Phong. Lúc này, Lý Hành Vân vẻ mặt hơi chật vật, cánh tay phải đã bị chém rụng, chẳng qua tiến hành băng bó đơn giản, trên người chiến giáp cùng mấy chỗ vỡ tan. Không biết Lý Ngự Phong trên tay đến cùng là cầm bảo khí gì, lại có thể đem chiến giáp trên thân hắn trực tiếp chém vỡ. Lý Hành Vân vô cùng biệt khuất, Lý Ngự Phong nắm trong tay thế lực rõ ràng kém xa hắn. Thế mà những lúc này, thủ hạ của Lý Ngự Phong đột nhiên tăng thêm mấy trăm thiên truyền cảnh cường giả, khiến cho Lý Hành Vân trở tay không kịp. Thiên Hành Minh thế lực thoáng cái đã gặp phải đả kích lặng lề, mới cấp được 2 tòa thần trì cũng đã rơi vào trong tay Lý Ngự Phong. Lý Hành Vân phiền muộn cực kỳ, thiếu gia bọn họ đột nhiên nhiều cao thủ như vậy, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Bên cạnh một người tùy tiện mở miệng nói, đúng là có chút cổ quái. Lúc trước giao thủ với Cổ Hằng, thủ hạ của Cổ Hằng đột nhiên tăng lên mấy trăm cường giả thiên truyền cảnh. Xét những người trẻ tuổi bên trong Vũ Thần Tông có năng lực như thế chỉ có 2 người, một là Tư Đồ Bắc Viêm, một là Long Thiên Minh. Lý Hành Vân bay vút chạy như điên thì thào nói, thiếu gia cảm thấy ai có khả năng lớn hơn một chút? Long Thiên Minh người này tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cùng Cố Hằng Lý Ngự Phong quan hệ cũng không tốt, thường xuyên mâu thuẫn xích mích. Long Thiên Minh hẳn sẽ không ra tay giúp Cổ Hằng cùng Lý Ngự Phong, còn Tư Đồ Bắc Viêm cũng không có lý do ra tay đối với chúng ta à. Lý Hành Vân cau mày nói ra. Lý Hành Vân trong nội tâm thực nghĩ không ra, rốt cuộc là ai âm thầm trợ giúp Cố Hằng cùng Lý Ngự Phong. Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm vẫn là đối tượng hoài nghi, chẳng qua hiện tại Lý Hành Vân vẫn chưa có chứng cứ xác thực mà thôi. Thủ hạ của Lý Hành Vân đã bị đuổi giết, chỉ còn lại hơn 30 người. Đằng sau đám người Lý Ngự Phong càng ngày càng gần, tiếng Lý Ngự Phong cười lạnh xa xa truyền đến. Lý Hành Vân, người chỉ có chút năng lực ấy, chỉ biết giống như một con chuột chạy toán loạn khắp nơi, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn làm gia chủ của Thương Viêm Thế Gia. Lý Hành Vân trong đôi mắt xẹt băng hàn, mấy ngày nay hắn xác thực bị Lý Ngự Phong nắm trong tay. Thiên Hành Minh bị đánh cho thất tình bát lạc, chỉ còn lại những người này. Bất quá Lý Ngự Phong càn rỡ được không khỏi cũng quá sớm một chút, chẳng qua một lần thất bại mà thôi. Lý Hành Vân minh bạch trong gia tộc hắn không được coi trọng, bị người xa lánh, thậm chí ngay cả Long Huyết Yêu Linh thần cấp duy nhất của gia tộc cấp cho hắn đều bị người khác dùng thủ đoạn không quang minh mà đoạt đi. Nhưng mà Lý Hành Vân còn chưa từng khuất phục qua, cũng tuyệt không chịu khuất phục. Sẽ có một ngày hắn sẽ cầm lại thứ hắn muốn, dù là Thương Viêm Thế Gia hắn không tha, hắn sẽ bằng lấy sức của chính mình đánh rớt xuống một mình phía thiên địa. Nghĩ đến sắc mặt của đám trưởng lão gia tộc, Lý Hành Vân cực kỳ thất vọng và đau khổ. Hắn có thể thua nhưng không bao giờ khuất phục. Bọn hắn đuổi theo tới, thiếu gia, người đi trước chúng ta chặn bọn hắn lại. Sư sư sư, hơn 10 người tùy tùng quay người đánh về đám người Lý Ngự Phong. Hừ, một đám rốt nát con sâu cái kiến, ta sẽ để cho các ngươi biết, đi theo Lý Hành Vân là sai lầm nhất đời các ngươi. Lý Ngự Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cự kiếm, hướng phía trước chạm xuống, ầm. Một người tùy tùng không đỡ nổi liền bị chém thành 2 đoạn. Lúc trước cánh tay phải của Lý Hành Vân đúng là bị binh khí trong tay Lý Ngự Phong chém đứt. Cự kiếm trong tay Lý Ngự Phong ít nhất là thất phẩm hoặc là bát phẩm bảo khí. Lý Ngự Phong giống như bị điên, chém giết 5-6 người máu tươi văng đầy toàn thân. Nhìn thấy huynh đệ Lý Ngự Phong chém giết những huynh đệ mình, Lý Hành Vân hai mắt đỏ như máu. Lúc này đúng là hắn khinh địch, làm hại huynh đệ tổn thất lặng lề. Nhìn nơi xa chỉ thấy các cường giả thiên truyền cảnh phe Lý Ngự Phong đã nhanh chóng bao vây lấy. Lý Hành Vân đứng vững, thiếu gia chúng ta vô lăng.
Thế một màn như vậy, tùy tùng của Lý Hành Vân không khỏi thần sắc bi phẫn, nhưng Lý Hành Vân cười nói: "Không phải các ngươi vô lăng, lần này là lỗi của ta, không nghĩ tới Lý Ngự Phong gia hỏa này tìm được nhiều sự giúp đỡ như vậy, bất quá cùng lắm thì chết một lần mà thôi. 10 ngày sau chúng ta trở lại cùng bọn chúng phân cao thấp." "Phải." Những tùy tùng cũng ngẩng cao đầu không chịu khuất phục. Tất cả mọi người đem toàn lực đánh một trận, giết một cái là đủ vốn, giết hai cái là lời một cái. Lý Hành Vân dứt lời lập tức phóng đi, xông tới đám người Lý Ngự Phong. Cuộc chiến kịch liệt bộc phát, Lý Hành Vân bằng vào chiến giáp trên người xung trận lên trước, liền chém giết mấy thiên truyền cảnh thủ hạ của Lý Ngự Phong. "Hừ, tự tìm chết." Lý Ngự Phong trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang. Hắn vốn là muốn tranh đoạt chiến giáp của Lý Hành Vân, nhưng mà Lý Hành Vân giống như bị điên, muốn lành loạn đoạt chiếm giáp của Lý Hành Vân quá khó khăn, nếu như đoạt không được liền trực tiếp phá hủy đi. Lý Ngự Phong chém ra cự kiếm, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng Lý Hành Vân chém tới. Ầm, Lý Hành Vân cái tay còn lại cũng bị Lý Ngự Phong chém đứt. Lý Ngự Phong trong đôi mắt lộ ra hung quang, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Lý Hành Vân, thế nhưng Thương Viêm Thế Gia gia tộc đệ tử hết lần này tới lần khác ưa thích đi theo Lý Hành Vân, ngược lại hắn đã thành một người ngoài cuộc, thậm chí ngay cả mấy anh em thân cận nhất đều phản bội hắn đầu phục Lý Hành Vân. Cái này làm cho Lý Ngự Phong đối với Lý Hành Vân oán hận cực kỳ, coi như cái đinh trong mắt, gai trong thịt, hắn không thể đem Lý Hành Vân chém thành muôn mảnh. Hai người cừu hận tích lũy đã lâu, tuy rằng đã bị chém đứt hai tay, nhưng Lý Hành Vân một cước đã chết thiên truyền cảnh tùy tùng bên cạnh Lý Ngự Phong. "Lý Ngự Phong, người từ trong tay của ta cướp đi, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ bị toàn bộ cầm về, mặc dù có người che chở thì như thế nào? Dùng năng lực của ngươi, ngươi cho rằng sẽ lắm tay Thương Viêm Thế Gia sao? Người hết thảy đều dựa vào thủ đoạn lấy được, Thương Viêm Thế Gia đệ tử ai sẽ phục ngươi?" Lý Hành Vân bình tĩnh nhìn Lý Ngự Phong, trên người thẩm thấu ra một vòng nghiêm nghị khí thế. "Bại tướng dưới tay còn dám ở chỗ này khuất xuất khẩu cuồng ngôn, mà kệ ngự ta dùng thủ đoạn gì, hết thảy đều là của ta. Sau này chỉ cần ngươi dám cắt đạn bước ra khỏi Vũ Thần Tông một bước, ta sẽ đưa ngươi hoàn toàn giết đi, đi chết đi." Lý Ngự Phong vùng cự kiếm cùng với cảm xúc phẫn nộ vô cùng hướng Lý Hành Vân một kích chém mạnh. Ầm, cự kích chém xuống, lực lượng cuồng bạo đem Lý Hành Vân nuốt hết. Chương 418 Tiềm Tu. Trong đại thế giới, vì tranh đoạt mấy cái thần trì, Thiên Hành Minh cùng thế lực Lý Ngự Phong nhiều lần xảy ra đại chiến, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng Cố Bối cùng Lục Phiêu không ở đó, nhưng Cố Bối cùng Lục Phiêu đã thông báo Thiên Hành Minh có bất cứ phiền phức gì, dù không có bọn họ cũng phải giúp, cho nên đám cường giả của Yêu Minh cũng tham gia chiến đấu. Có thêm Yêu Minh tham gia, quy mô đại chiến ngày càng lớn, ba thế lực lâm vào hỗn chiến. Không biết Lý Ngự Phong đến cùng tìm từ đâu nhiều cao thủ như vậy. Vừa mới bắt đầu thì thấy mấy trăm thiên truyền cảnh cường giả, lúc sau càng ngày càng mạnh, xuất hiện thêm 700-800 thiên truyền cảnh cường giả, đằng sau thậm chí có cả cường giả long đạo cảnh xuất hiện. Lý Hành Vân càng ngày cảm thấy không đúng, liền để cho người của Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh lưu lại tại Thiên Linh Viện. Dùng thực lực của Lý Ngự Phong, sợ là tìm không được nhiều trợ giúp như vậy, chuyện này tuyệt có vấn đề. Tại cửa của Thiên Linh Viện, thủ hạ của Lý Ngự Phong đứng bên ngoài la hét: "Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh tạp chủng bị Phong Minh chúng ta giết đến mức tụt đầu vào hang, một đám rùa đen rút đầu, các ngươi có can đảm ra đây đánh nhau một trận?" Thanh âm thủ hạ của Lý Ngự Phong truyền trong thanh Thiên Linh Viện. Các học viên của Thiên Linh Viện đều nghị luận: "Các ngươi biết không, người của Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đánh với Phong Minh, nghe nói Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bị đánh không ngẩng đầu được. Yêu Minh là thế lực mới nổi, tuy rằng nhìn nhân số đông, nhưng mà nội tình không thể cùng Phong Minh so sánh. Thế nhưng Thiên Hành Minh mạnh như vậy, vì cái gì cũng bị đánh không ngẩng đầu lên? Cái này không phải rất rõ sao? Xem ra Phong Minh lâu nay vẫn là ẩn tàng không ít thực lực." Thường Phiềm Thế Gia hai vị hậu bối ưu tú nhất, một là Lý Hành Vân, hai là Lý Ngự Phong. Hôm nay xem ra Lý Ngự Phong vẫn là mạnh hơn.
Lý Ngự Phong là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, kinh doanh nhiều năm như vậy, Lý Hành Vân làm sao có thể so sánh. Các học viên của Thiên Linh Viện đều ở nơi riêng tư thảo luận chuyện này. Hành Vân lão đại, chúng ta ra ngoài liều mạng với bọn hắn cho rồi. Nghe được người của Lý Ngự Phong đứng bên ngoài chửi bới đủ kiểu, các huynh đệ của Lý Hành Vân mặt nóng phừng phừng, muốn đi ra ngoài cùng người Lý Ngự Phong liều mạng. Ra ngoài là chịu chết, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, không cho phép bước ra Thiên Linh Viện. Lý Hành Vân trầm giọng nói. Nghe được lời của Lý Hành Vân, người của Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh tuy không cam lòng, trong nội tâm vẫn uất, đều ngoan ngoãn ở trong Thiên Linh Viện. Nhìn thấy Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh ở lì trong Thiên Linh Viện không muốn ra, người của Phong Minh càng chửi lớn, các loại chửi mắng bên tai không dứt. Lý Hành Vân nhíu mày một cái, mang theo người của Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đi vào trong cái học viên của Thiên Linh Viện. Nhìn xem đám Lý Hành Vân ly khai, bọn hắn đều mắng khó nghe như vậy, Lý Hành Vân đều có thể chịu đựng được, thật là không có gan. Trước kia tưởng rằng Lý Hành Vân là một nhân vật anh hùng, rõ ràng không có chút khí phách, cách kia còn có thể là như thế nào? Chẳng ai biết rõ đánh không lại còn muốn ra ngoài chịu chết. Nguyên ta vốn muốn gia nhập Yêu Minh, không nghĩ tới người của Yêu Minh đều là con rùa rút đầu. Nghe đệ tử của Thiên Linh Viện bàn tán, người của Thiên Hành Minh Yêu Minh đều đỏ mặt, nhưng chỉ có thể cố lín một hơi đi theo Lý Hành Vân. Lý Ngự Phong đứng ở cửa vào Thiên Linh Viện, nhìn bóng lưng của Lý Hành Vân, thần sắc âm trầm. Nếu như Lý Hành Vân xông ra bên ngoài, mãng phù hắn lại không có cái gì có thể lo lắng, nhưng mà trải qua những chuyện này, Lý Hành Vân đều có thể giảm thất của Yêu Minh và Thiên Hành Minh đến nhỏ nhất. Phải biết rằng hắn đã có thêm không ít giúp đỡ, nếu không bằng vào thực lực của Phong Minh, nhất định không phải đối thủ của Thiên Hành Minh, chứ đừng có nói là áp chế Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh hai đại thế lực. Chính là bởi vì mượn lực lượng người khác, Lý Ngự Phong trong nội tâm mới càng thêm khó chịu. Kẻ kia rõ ràng có được thế lực cường đại như vậy, cho hắn mượn nhiều cao thủ như thế để cho hắn đối phó Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh, xem ra mục đích của đối phương tất nhiên là vị trí Vũ Thần Tông tông chủ, cũng là người có được thần cấp Long Huyết Yêu Linh. Hắn cùng đối phương lại chênh lệch lớn như vậy, trong lòng Lý Ngự Phong rất phiền muộn. Hắn đem tất cả sai lầm toàn bộ đều đổ trên người Lý Hành Vân. Nếu không phải Lý Hành Vân luôn đối nghịch với hắn, Thường Viêm thế gia hậu bối trẻ tuổi tất cả đều theo Lý Hành Vân, hắn quả quyết sẽ không rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như bây giờ. Làm chút chuyện đều phải nhờ tay ngoại nhân, nói không chừng bây giờ hắn cũng có đủ thực lực để cạnh tranh vị trí gia chủ. Liên tiếp nhiều ngày, tin Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bị chèn ép lan truyền khắp nơi trong Vũ Thần Tông. Bất quá, trước mắt còn không có bất kỳ cự đầu nào đứng ra giải quyết việc này, cho phép hậu bối tranh đấu. Đây là thái độ trước sau như một của Vũ Thần Tông. Ở trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, mơ hồ có cảm giác được trong đan điền bụi dây leo càng không ngừng sinh trưởng liên tiếp với nhau. Đan điền của Nhấp Đi xuất hiện 9 viên mệnh tinh, một cỗ lực lượng khơi thông với nhau. Thời không chi lực không ngừng mà chảy xuôi theo, Nhấp Đi dường như tiến nhập vào một ý cảnh kỳ diệu. Liên tiếp 3 ngày, tu vị Nhấp Ly mặc dù không đột phá, nhưng có biến hóa cực lớn, khí tức trên thân thể dường như cùng thiên địa hòa thành một thể. Ngay tại lúc này, Nhấp Ly mơ hồ cảm thấy được, tại đỉnh dây leo kia dường như ẩn chứa một mảnh vô tận tinh không. Một cỗ khí tức cuồng đại từ cái kia mảnh vô cùng tinh không kia truyền đến, khiến cho Nhấp Ly khiếp sợ không thôi. Cỗ khí tức kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ bên trong dây leo còn ẩn giấu bí mật kinh người? Nhấp Ly thu hồi ý niệm, nhíu mày suy tư. Thôi được rồi, sau này sẽ chậm rãi tìm kiếm bí mật của dây leo đi. Cố bối cùng Lục Phiêu trong Thiên Long Cửu Diệp bí trận đại pháp có được yêu huyết tế lực lượng tập bộ, tu vị tăng lên rất nhanh, lần lượt đều bước chân vào thiên tinh cảnh. Nhất là Lục Phiêu, bởi vì linh hồn hải của Nhấp Ly có liên hệ, tu vị của hắn tăng rất nhanh, đã ngưng tụ ra viên mệnh tinh thứ 6. Ha ha, ta đã ngưng tụ ra 6 viên mệnh tinh. Nhấp Ly, trận pháp của ngươi thật lợi hại, Lục Phiêu hưng phấn nói. Cố bối nhìn Lục Phiêu có chút buồn bực, trước khi tới đây tu vị của hắn cùng Lục Phiêu cùng một cấp bậc, nhưng vài ngày sau như vậy hắn mới ngưng tụ 3 viên mệnh tinh mà thôi, cùng Lục Phiêu trọn vẹn kém 3 cấp bậc,
làm sao có thể không phiền muộn. Nét mặt của cô bối rơi vào trong mắt của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cười nói, cô bối người không lên phiền muộn, linh hồn hải của ta cùng Lục Phiêu đã thành lập liên hệ, cho nên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Mặt khác tu vị vì với người chỉ là thứ yếu, người tiếp nhận dốc lòng luyện kiếm ý đi, chỉ cần đem kiếm ý tu luyện đến mức tận cùng có thể vượt qua tu vị giới hạn. Ừ, cô bối nhẹ gật đầu, việc tu luyện kiếm ý hắn tuyệt không kém bất luận kẻ nào, đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ. Vào vạn lý hà sơn đồ cũng mấy ngày, chúng ta rốt cuộc trở về đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Chương 419 xuất phát. Thiên Linh Viện. Bên trong biệt viện Lý Hành Vân, Nhiếp Ly lão đại, Cổ Bối lão đại, Lục Phiêu lão đại, các người rốt cuộc đã trở về. Vừa nhìn thấy ba người Nhiếp Ly, người Yêu Minh quả thực hai mắt đẫm lệ. Mấy ngày này bọn hắn đều biệt khuất đến hư mất. Chứng kiến người của Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh nguyên đám bộ dáng sầu khổ, Nhiếp Ly nhíu mày một cái hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là thế này, Lý Hành Vân đem sự tình xảy ra mấy ngày gần đây một lần nói ra hết. Lý Hành Vân một mực cau mày trầm giọng nói, ta cảm thấy Lý Ngự Phong bên kia có chút cổ quái, không biết từ đâu lấy ra nhiều cao thủ như vậy. Chuyện này tuyệt đối có người ở sau lưng giở trò, nhưng không biết là ai. Không biết từ đâu ra nhiều cao thủ, Nhiếp Ly khẽ nhíu mày. Hắn thoáng liên tưởng đến một người, hẳn chuyện này có quan hệ cùng Long Thiên Minh. Nhiếp Ly cảm thấy khả năng cao Long Thiên Minh đứng sau âm thầm giở trò. Cho tới nay, Long Thiên Minh vẫn là một kẻ cực kỳ thần bí. Nhiếp Ly đến giờ vẫn luôn nhìn không thấu Long Thiên Minh đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Tại bên trong Long Ấn Thế Gia, Long Thiên Minh thậm chí còn không phải con trai trưởng. Lấy thân phận Long Thiên Minh, ở thời điểm kiếp trước lại có thể một đường leo tới vị trí tông chủ của Vũ Thần Tông. Đây không phải là sự tình đơn giản có thể làm được, trong đó nhất định còn nguyên nhân sâu xa khác. Trước mắt, thực lực của Long Thiên Minh thể hiện bên ngoài đoán chừng vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Long Thiên Minh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Nhấp Đi cũng không dám khẳng định. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đối phó Long Thiên Minh mới được. Hiện tại, nếu chỉ dựa vào thực lực trước mắt, e rằng còn xa mới đủ. Nhấp Đi trầm mặc giây lát nói, cho dù đi ra ngoài, đoán chừng cũng sẽ bị người của Lý Ngự Phong chặn đường. Chúng ta không có nhiều biện pháp để đối phó với bọn chúng. Ta nghĩ trước mắt, Cố Bối Lục Phiêu Lý Hành Vân, các người ở bên trong Thiền Linh Viện chủ trì đại cục. Ta sẽ đi xem xét mấy cái thị trấn nhỏ ở ranh giới, Vô Tận Mang Hoang một chuyến. Cố Bối Lục Phiêu Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly rồi hỏi, ngươi không cần người nào đi theo sao? Không cần thiết, Nhiếp Ly lắc đầu. Đừng quên, ta hiện tại đã có tu vị thiên tinh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn nắm giữ thần cấp lòng huyết yêu linh. Cho dù đụng phải thiên chuyển cảnh cường giả, cũng có thể đọ sức một trận. Cho dù đánh không lại, còn có thể đào thoát. Vậy được rồi, người nhất định phải cẩn thận. Cô bối suy nghĩ một chút gật đầu nói, yên tâm đi, ta lần này đi chỉ là mấy cái thị trấn nhỏ, cũng không phải địa phương gì nguy hiểm. Nhiếp Ly cười nói, tốt nhất là có thể lừa gạt một long đạo cảnh cường giả đem về, như vậy thực lực chúng ta có thể tăng cường rất nhiều. Lục Phiêu có chút hưng phấn nói ra, ta trước đi dò thám đường, có thể bay hay không là chiêu mộ những người thiên nguyên thần tộc vẫn là một vấn đề. Nhiếp Ly nói ra, chiêu mộ cường giả của thiên nguyên thần tộc cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì thiên nguyên thần tộc cường giả lựa chọn thời điểm chủ nhân sẽ phi thường thận trọng. Dưới tình huống bình thường, nếu cảm thấy không đáng tin sẽ không đơn giản bán đứng chính mình. Lý do tiếp theo còn là giá tiền, bởi vì đừng nói 5-6 vạn linh thạch, thậm chí ít hơn nữa, Nhiếp Ly cũng không bỏ ra nổi. Ừ, Nhiếp Ly, người trước tiên cứ dò thám lộ trình trước đã. Lý Hành Vân gật đầu, xác thực chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân ba người sau khi thương lượng một phen liền chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, một thân ảnh vội vã đi đến, bành một tiếng đâm vào thân hình Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhanh chóng đỡ lấy đối phương, sau khi nhìn rõ tướng mạo, biết rằng đó chính là Lòng Vũ Âm.
một thân trang phục hoàn mỹ buộc vòng quanh dáng người lo đủ kia của Long Vũ Âm. Mới vừa rồi thời điểm bị đụng trúng, hắn từ ngực truyền đến cảm giác vô cùng mềm mại. Nhiếp Ly vừa suy nghĩ liền hiểu cái gì đó, trong nội tâm không khỏi có vài phần xấu hổ. Lúc này Long Vũ Âm khuôn mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, không ngừng nhấp nhô, hai quả song phong không ngừng lên xuống khiến người khác giới chỉ muốn úp mặt. Và để quay ngược về tuổi thơ lúc còn bú sữa mẹ, làm cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Khụ khụ, Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu ba người ho khan một tiếng, nhào nhào quay mặt đi. Nhấp Đi xấu hổ cười một tiếng nói: người sao lại ở chỗ này? Sư phó đã trở về sao không nói với người ta một tiếng? Lòng Vũ Âm có chút ai oán nhìn Nhiếp Ly, thần sắc có chút khẩn trương, hai tay cũng không biết lên để vào đâu. Nhìn thấy tư thái lữ nhi của Lòng Vũ Âm, Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu ba người hai tròng mắt đều mở to ra. Đây chính là Lòng Vũ Âm ban đầu mà bọn họ biết hay sao? Người bọn họ biết vẫn gọi là cọp đi sao? So với người trước mặt thì điểm tương phản quá lớn đi. Ta cũng mới chỉ về được mấy canh giờ nên chưa kịp nói cho ngươi biết. Nhiếp Ly cười một cái nói: sư phụ, người bây giờ chuẩn bị ra ngoài sao? Lòng Vũ Âm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trong trẻo chằm chằm vào Nhiếp Ly. Nhìn vào Nhiếp Ly, Lòng Vũ Âm đột nhiên tim đập mạnh hơn thêm vài phần. Nhiếp Ly tại khoảng thời gian vắng mặt này, nàng thường xuyên phái người tới xem xét xem Nhiếp Ly đã trở về hay chưa, không biết vì nói lý do gì. Lòng Vũ Âm trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình dáng của Nhiếp Ly, nghĩ đến rất nhiều chuyện để cho Lòng Vũ Âm không có cách nào quên được. Tại thời điểm ở Linh Nhãn, Nhiếp Ly hung hăng đánh trên người nàng ba roi, trên da tựa hồ có cảm giác nóng rừng rực. Trước kia nàng hận ý với Nhiếp Ly phải nói là nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại nàng đối với Nhiếp Ly hận ý đã không còn. Nguyên nhân một phần là do Nhiếp Ly đã cho nàng ba roi cả đời khó quên. Ta hiện muốn đi một chỗ. Nhiếp Ly biết rõ nói dối cũng vô dụng thôi, Lòng Vũ Âm chỉ sợ đã đoán được. Ta có thể đi cùng không? Lòng Vũ Âm ngẩng đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìn Nhiếp Ly. Không biết vì cái gì, một ngày không thấy Nhiếp Ly, Lòng Vũ Âm cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu. Nhiếp Ly lắc đầu: ta chỉ phải đi ra bên ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về, ta đi một mình là được rồi. Lòng Vũ Âm vạch miệng lên có chút không cam lòng: ngươi bây giờ ngay cả sư phó nói cũng không nghe sao? Nhiếp Ly nhìn Lòng Vũ Âm trầm giọng nói. Chứng kiến sắc mặt cứng rắn nghiêm nghị của Nhiếp Ly, Lòng Vũ Âm trong lòng không khỏi run lên, gật đầu nói: vâng sư phó. Trong khoảng thời gian này, Lòng Thiên Minh liền giao cho ngươi, nhất cử nhất động của hắn ngươi cần phải chú ý. Nhiếp Ly nhìn về phía Lòng Vũ Âm nói: ta cảm giác được Lòng Thiên Minh rất có thể là người của Yêu Thần Tông, tuy nhiên bây giờ chưa có chứng cứ xác thực. Người của Yêu Thần Tông? Lòng Vũ Âm sửng sốt một chút. Không sai, Nhiếp Ly gật đầu. Nhiếp Ly tại sao lại hoài nghi Thiên Minh là người của Yêu Thần Tông? Lòng Vũ Âm cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu Nhiếp Ly đã nói như vậy, tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Nhiếp Ly hẳn đã phát hiện ra cái gì đó. Ta sẽ phái người theo dõi Long Thiên Minh. Lòng Vũ Âm trịnh trọng gật đầu nói: nếu như Long Thiên Minh thực sự là người của Yêu Thần Tông, vậy việc này liền trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dù sao Long Thiên Minh không chỉ là người thừa kế Long Ấn Thế Gia, hơn nữa còn là người cạnh tranh chức tông chủ của Vũ Thần Tông. Theo dõi hắn là được, không cần có động tác gì, hết thảy chờ ta trở lại rồi tính tiếp. Nhiếp Ly nói ra. Vâng, ta minh bạch. Lòng của Âm gật đầu nói.